À, chào các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng nhạc cụ Isaac. Và ngày hôm nay ở video này thì mình sẽ giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn cây đàn ukulele. Đấy, và nếu mà các bạn là người đầu tiên biết đến cái nhạc cụ này thì mình sẽ giới thiệu qua một chút thôi. Cây đàn ukulele này thì nhìn có vẻ giống guitar nhưng thực tế thì nó chỉ có 4 dây thôi. Đúng không ạ? Ta để ý ạ, 4 dây thôi, guitar thì có 6 dây. Và kích thước của nó sẽ thường là nhỏ gọn hơn, nó sẽ có bốn kích thước, nó là kích thước 21 inch, nhưng cái sản phẩm này là 21 inch này. 21 inch nghĩa là gì? Có nghĩa là chiều dài tổng tổng của nó là 21 inch, là nhân ra 2,54 cm một inch thì nó sẽ khoảng 53 cm đấy. Nó có 21 inch này, 23 inch này, 26 inch và có loại là 30 inch, loại gọi là đây gọi là soprano này, rồi 23 inch là concert này, 26 inch là tenor và bariton là 30 inch thì phải. Đó. Thì theo cái sự hiểu biết của mình là như vậy. Tại vì mình chuyên về guitar hơn, nhưng mà vì gần đây có nhiều bạn muốn hỏi về ukulele nên mình cũng tìm hiểu và có thực ra là trước đã có bán rồi, nhưng bây giờ quay trở lại để bán tập trung hơn trong cái sản phẩm này. Đó, ở trong một cái video nào đó thì mình đã giới thiệu về một cái cây đàn ukulele khác, thì cái chất liệu của nó sẽ nó là gỗ ép kém hơn. Sản phẩm này cũng là gỗ ép nhưng mà gỗ ép ở mức độ chất lượng cao hơn. Đó, thì mình miêu tả một chút thế này. Gỗ ép này là hoàn toàn là ba phần là đều là gỗ ép, bên ngoài, bên giữa, bên trong gỗ ép hết. Còn cái sản phẩm này ấy, thì bên ngoài là gỗ thịt, giữa và bên trong là gỗ ép và nó được đan vào nhau. Như vậy là nếu mà nói về độ bền thì hai sản phẩm này rất bền. Tuy nhiên về độ chắc chắn thì cây này cầm nó sẽ chắc chắn hơn. Điều đó được minh chứng qua phần âm thanh, một chút nữa mình sẽ đi giải thích, mình sẽ đi so sánh âm thanh để cho các bạn cùng nghe. Thì với một vài các chú, các bác hay anh chị là phụ huynh mà muốn mua cho con em mình những cái sản phẩm này, đặc biệt là các bạn nhỏ thì cũng rất phù hợp, các bạn ôm vừa các bạn đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên nếu bạn nào là bạn nào sinh viên chúng ta muốn chơi sản phẩm này thì cũng hoàn toàn được, không không phải là vì cái sản phẩm này nó là như thế này và nó sẽ dùng cho chúng ta để chơi những bài hát kiểu nó vui một chút. Đó, nó khác với guitar. Nếu mà thường thường là những người chơi đàn guitar được thì sẽ sang cái mảng ukulele này rất nhanh. Đấy, vì như bản thân mình là chuyên về guitar nhưng mà có đá sang cái mảng này và tập khoảng vài phút là có thể biết chơi được một vài bài rồi theo hợp âm của nó. Đấy, còn chúng ta khi mà chơi cái này sau chuyển sang guitar thì nó lại là một câu chuyện khác. Được chưa? Và mình đã có một video để nói về cái việc là mua đàn guitar hay mua ukulele rồi. Các bạn nếu mà cần có thể xem ở dưới bài viết này, mình sẽ chèn cái link đó vào đây để chúng ta có thể xem thử nhá. Rồi, ok, thì bây giờ khi mà chúng ta đang quyết định muốn mua ukulele rồi thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Về gỗ mình có nói rồi đúng không ạ? Bên ngoài là gỗ thịt, bên trong là gỗ ép và bên trong nữa cũng là gỗ ép, tức là có 3 lớp. Đấy, và khóa ở đây. Đấy, đây là một sự khác biệt. Khóa đây là khóa đúc, các bạn thấy ạ. Tốt hơn ít nhất là chúng ta nhìn thấy đây. Đó, nó tốt hơn. Và thương hiệu, thực ra về thương hiệu thì mình không muốn nhấn mạnh nhiều vì thực tế là nó chỉ là cái tên thôi, đi đua này. Đấy, các bạn có thể thấy một vài thương hiệu khác vì cái này màu đen nó hơi khó. Thì thực ra thì sơn màu đen thì chúng ta sẽ khó nhận biết được gỗ gì. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn kỹ qua những cái vân này thì chúng ta sẽ thấy nó có sự khác biệt. Đó, đây là chính là những cái vân gỗ và khi sơn lên nó vẫn lộ ra chúng ta không ạ? Nó vẫn nhìn được. Đấy, thì đây là gỗ. Và nó được thể hiện qua âm thanh, một chút nữa mình sẽ chơi về âm thanh. Đó, và với cái giá thành của sản phẩm này thì khi chúng ta mua được kèm theo đó là bao đàn, 3 lớp. Đấy ạ, và 3 lớp. Đấy, rồi một chút nữa mình sẽ đi về các cái phụ kiện được tặng kèm theo sản phẩm. Chúng ta có thể tham khảo về sau, bây giờ đánh tập trung vào âm thanh nhé. Đó, chỉnh dây. Đó, với sản phẩm ukulele này thì là dây ni lông đúng không ạ? Nên là chúng ta bấm cũng đỡ đau tay rất nhiều. Tuy nhiên thì bên mình khi về cũng có tinh chỉnh lại những cái phần lược này cho nó thấp bớt đi, tại vì lúc đầu nó cũng hơi cao một chút, và phần ngựa cũng vậy, cũng mài bớt để cho nó thấp, thì chúng ta bấm lại càng êm hơn, tức là chúng ta không cảm giác gì hết, rất thích. Âm thanh các bạn nghe thử nhé. Chúa chính là vua, chính cả hơn vua.
được 3 âm cơ bản thôi, nên là chơi bài hát này nó dễ hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ so sánh với cái cây đàn mà mình đã giới thiệu nó rẻ hơn nó sẽ như thế nào. Các bạn nghe thử này, đánh buông cho dễ nghe đi. Các bạn thấy không? Cái tiếng nó nảy hơn rất nhiều. Và đây thực ra đây đã là một sản phẩm mà chưa phải rẻ nhất đâu. Mình thấy còn có những sản phẩm rẻ hơn sản phẩm này. Thì mình có để ý rồi, một vài cái bộ phận của nó rất buồn cười. Nên chúng ta cũng hết sức lưu ý với những sản phẩm quá rẻ. Ok chưa? Rồi, và bây giờ sẽ là phần quà đi kèm với sản phẩm này. Thì khi chúng ta mua, tất nhiên là mua đúng giá của sản phẩm thì sẽ được kèm. Còn các bạn muốn mặc cả nó rẻ bớt đi thì sẽ không được kèm đâu. Đúng giá bán công khai sẽ được kèm. Đây, một cái bao đàn 3 lớp. Có thể là bên ngoài là cái như thế này, có thể là màu đen. Thì một cái phiên bản nào đó nó sẽ khác nhau. Nhưng mà cái chất liệu nó và cái độ bền nó, độ dày nó đều là 3 lớp hết các bạn nhé. Đó, tiếp theo nữa là đây, chính là cái tuner chúng ta có thể chỉnh. Và ngoài cái tuner chỉnh, ngoài chỉnh ukulele chúng ta có thể chỉnh cho guitar cũng được. Đó, chúng ta chỉnh được vài nhạc cụ khác, kể cả đàn violon trong này cũng có cái phần. Nhưng mà mình thấy chỉnh này tốt nhất là cho ukulele, mình thấy nó nhận biết rất tốt. Tiếp theo là các bạn được tặng một cái cặp capo pick gảy. Đấy, chúng ta có thể gảy bằng tay như mình hoặc là các bạn có thể dùng cái này để gảy. Một bộ dây dự phòng để chúng ta khi đứt có thể thay. Đây là bộ dây màu, có thể là bộ dây dây trắng giống thế này, tùy các bạn. Nhưng mà thường thì mình tặng là ngẫu nhiên thôi, nên mong các bạn nếu mà có nhận được cái dây màu hay dây trắng thì cũng thông cảm. Một cái sản phẩm riêng của Isaac đó là móc chìa khóa. Đấy ạ, rất nhiều quà tặng được em đúng không ạ? Ok, rồi, đó là những cái thông tin về sản phẩm này. Tất nhiên bên mình sẽ có nhiều cái kích thước khác. 23, 26 đều có được chưa? Và có cả những đây là cái sản phẩm ukulele của Trung Quốc, còn cái sản phẩm ukulele của Việt Nam thì nó sẽ không được đẹp như thế này, nhưng mà chất lượng nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên giá thành của nó cũng cao hơn. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.